Chào anh Lộc Thí. Chào Vâng, anh Tài. chào anh Thầy Minh. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thấy anh Tài, anh Lộc Vâng. Thí, anh chị vui quá. Cho nên gia nhập Vâng. ở Việt Nam. Và ở Việt Nam thấy đời sống bây giờ đổi mới cái cuộc sống của Vâng. mọi tầng lớp. Phải nói thấy rất là nhàn nhã. Ở bên Mỹ nó không có Rồi như rồi. vậy đâu anh. Ở bên Mỹ đời Rồi. sống nó, anh biết, làm là phải làm tất tần tật á, làm là nhiều khi Rồi. không dám nghỉ, không dám chơi, giống giống như mấy anh ở Việt Nam như vậy đâu, không có đâu. Rồi. Ở Việt Nam khi vui quá, bạn bè khi đang làm ngày hôm đó hay nửa ngày gì đó cứ là nghỉ rồi chơi đi, rồi mai rồi làm tiếp đấy, rồi mai rồi làm ráo riết, Rồi. làm cho xong. Nó cái đời sống ấy của cái Chào em người dân Lục Việt Hạnh nha. phải nói là nó cứ nó dễ chịu hơn. Còn anh chị em các bạn biết ở Mỹ đời sống sức ép dữ lắm, khi chiếc kim đồng hồ quay Rồi. là có phải quay, nó có khuôn khổ hết trơn à, nó đi vào Rồi. trong cái khu. Một lần nữa chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, chào anh Alan Phạm. Nó vào trong khuôn khổ hết, cho nên cái gì Phạm nha. nó cũng có cái kỷ cương hết à. Rồi. Chứ không phải cái quốc gia dân chủ như Mỹ, là nhiều khi mình nói một cái quốc gia tự do nhân chủ nhân quyền này kia là nãy nghĩ là mình muốn nói gì mình nói, là mình muốn làm gì làm, tất cả nó đều Rồi. có nằm trong khuôn khổ của pháp luật hết. Anh chị em nên nhớ như vậy, nó có một cái khuôn khổ pháp luật hết. Chứ không phải giống như những thành phần mà họ chống phá đất nước, họ xuyên tạc đâu. Còn ở Việt Nam mình, cái đất nước mình nó đang đổi mới, cái cuộc sống của dân bây giờ thay đổi rất là nhiều. Gần đây tôi thấy những anh em mà gọi là kiều bào ở hải ngoại, mới đây có một anh bạn mới kết bạn với tôi là ở Texas, tôi xin không được nói tên ra, ảnh cũng dơ, ảnh cũng ẩn dữ lắm. Ảnh nói ảnh Vâng. mới về lần đầu tiên, ảnh mừng quá chừng luôn, vô ảnh xin kết bạn, ảnh nói cho kết bạn, ảnh nói chuyện, ảnh nói ảnh về lần đầu tiên, ảnh không ngờ Việt Nam đổi mới mà cái cuộc sống, ảnh nói là ảnh sẽ về nữa. Phải nói đây là những Rồi. cái mà quê hương đất nước ngày một đổi mới đó anh Long Thủy. Cái cuộc sống khi những Vâng. kiều bào mà họ sống xa tổ quốc đó, họ không hiểu được, họ bị những cái thông tin, họ bị bưng bít những cái truyền thông của những người mà họ chống cộng cực đoan quá khích đó. Họ lèo Vâng. lái, cho nên họ không nhìn thấy những cái sự thật ở quê hương. Khi họ bước về rồi họ ngạc nhiên, phải nói là Vâng. rất là mừng. Cho nên những cái công cuộc mà đấu tranh của anh em chúng ta trên các diễn đàn mạng như thế này đó, anh Long Thủy, anh Tài, Vâng. anh chị em các bạn, những cái tiếng nói mà trung thật của anh em chúng ta góp một phần vào trong cái công cuộc mà gọi là xây dựng đổi mới đất nước rất là nhiều. Theo lời Minh thấy Vâng. là vậy, tại vì chúng ta sống thật và mình nhìn thật, nghĩ thật và mình nói thật. Chứ mình không có cái kiểu giống như là mình bị dân hay là mình đại diện một chính quyền hay bất cứ ai cả. Mình là những người dân lao động bình thường, là cuộc sống bình thường thôi, mình giản dị biết sao thế. Cho nên những cái diễn đàn như vậy nó mang cái tính chất trung thực, nó làm cho Vâng. mình anh em sống kết bạn khắp năm châu, mà chỉ vì cái mình có cái tinh thần dân tộc, kết nối mà đã biết được nhiều hơn. Ở Vâng. trên đất Mỹ nói chung, khi không phải là mình chê bai nước Mỹ, cái xã hội nước Mỹ nó đâu có đó lắm, nó đâu có đó lắm. Nó không phải Vâng. giống như những người mà họ chống phá đất nước mà họ tuyên truyền, không phải như vậy. Nó hoàn toàn khi một cái Trung Quốc mà một cái đất nước mà nó là đầu tàu của thế giới, cái gì nó cũng phải có kỷ cương, có pháp luật, có phép tắc, chứ không phải nó loạn sà ngầu lên đâu. Mà nó loạn sà ngầu lên, thấy cái pháp luật của nó trừng trị rất là mạnh tay. Dạo Chứ không phải này như Việt bố Nam. Mỹ khỏe không à? Xuân Thắng ơi, ông cháu Nhưng mà đây dạ có người muốn lên hả? không không Có mà anh chị em. ông cháu anh cứ Cho nói đi. nên về Việt Nam vừa rồi thấy vui lắm anh Thủy. Ra ngoài Vâng. phải gặp anh Thủy rồi gặp anh Trần À, Siêu rồi. có vấn đề này anh Lệ Minh này, tất cả các Dạ. vấn đề trong 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 nước ấy anh cứ Dạ. kệ đấy, mình cứ không nên sân si,
coi những cái thành phần đấy mình để ngoài tai nha. dạ Và dạ 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 tôi trong lớp còn bức xúc hơn nhiều, nhưng dạ dạ chúng tôi dạ học bỏ hết. để đi. Chúng dạ dạ tôi là mục tiêu là để chống đối những cái thành phần chống phá đất nước. dạ Còn dạ những thành phần nào nổi cộm trong nước ấy, đúng hay sai đều có luật pháp xử lý hết, anh cứ yên dạ tâm. Nhưng mà thấy Việt Nam mình cuộc sống nói chung bây giờ thoải mái lắm anh Thủy. Về gặp anh Thủy Vâng. rồi thấy anh Thủy anh Trần Siêu rồi sống phải nói là rất là lạc quan, rất là lạc quan. Cuộc sống nhất là về thủ đô Hà Nội, thấy cái ngay chỗ Hồ Gươm đó, những cái nơi như là Rồi. tượng đài Thái Tổ rồi, thấy mọi người sống phải nói là một buổi sáng, buổi trưa rồi buổi chiều lúc nào cũng có những cái sự tấp nập của người dân đó, và người ta chuẩn bị cái cuộc sống hàng ngày phải nói là nó rất là vui, nó tạo ra cái tình người khăng khít với nhau đó. Ra ngoài Hồ Gươm cũng vậy, những cái khu thành phố đô thị đồ bây giờ phải nói là tuyệt vời. Thì nói chung thấy đất nước mình đổi mới là một cái điều đáng mừng anh Thủy. Vâng. À, mà thấy như Đúng anh rồi livestream đồ trẻ như vậy cũng rất là vui. Nhiều khi những anh em ạ. mà ở bên Mỹ có cái cơ hội vào để mình chia sẻ với nhau, Vâng. rất là hay chia sẻ với nhau để rằng mình kết nối, mình hiểu nhau. Cũng rất chân thành cảm ơn anh Lợi Minh, vì quả thực là chúng tôi ở trong nước ấy rất là cảm kích khi là tiêu chí lòng tự tôn dân tộc của anh Lợi Minh sống giữa một đám một cái gọi là đám sói rừng mà không biết sợ và vẫn đấu tranh, đó là một cái điều khích lệ chúng tôi rất là nhiều, nên Dạ là rất vâng, tại mình không là thể trân nào quý phân. cái lòng yêu nước của anh Lợi Minh. Dạ, nhiều khi cái cha anh của mình đã hy sinh đổ máu biết bao nhiêu cho cái công cuộc thống nhất đất nước, để có được cái nền hòa bình và sự bình yên của Tổ quốc hôm nay. Thì dù ở phương trời nào cũng nữa, thấy những cái thành phần mà họ xuyên tạc chống phá đất nước như vậy là mình không thể nào mà ngồi mà mình phanh tay mà mình nhìn im lặng được anh, rất là khó. Tại Vâng. ngồi đó mà mình thấy tụi nó tuyên truyền những cái mà nó rất là chướng tai, nó không có đúng Vâng. sự thật, không có nhân bản và nhân văn. Người Mỹ họ cũng dạy cái công dân của họ sống phải phải thực tế và phải đâu qua đó, chứ không phải mà nói tầm bậy tầm bạ như vậy. Nó làm như vậy nó mất văn văn cái nhân văn nhân bản của một cái con người. Thành ra phải lên tiếng để đặng mà phản bác. Là những cái tên các diễn đàn mạng anh thấy thấy tụi nó nói nhiều cái tức muốn chết luôn, nó nói những cái chuyện nó không Rồi. có thật, mình không thể nào im được. Đó, rất là khó Rồi. chịu. Ở hiện Cho tại nên là tôi vừa nhận được thông tin là Việt Nam đã có một cái luật về tôn giáo rồi. Rõ ràng rồi. vậy anh. Ô vậy thì tờ Rồi. quá mừng. Đúng rồi, Việt Có Nam từ mình mùng cần 1 phải tháng 1 2018 nhưng mà mới mới wow áp dụng tầm tháng 5 vừa rồi. quá tuyệt vời, cần phải có một cái luật lệ nè anh. Biết bên Mỹ cũng Vâng, vậy, luật tôn giáo đấy. tôn giáo mà anh đem tôn giáo mà xuống đường vào chính trị là cấm đó anh, biết trong hiến pháp của Mỹ Vâng. nó gọi là vi hiến, Vâng. unconstitutional, vi hiến. Cho nên Việt Nam Vâng. mình nói chung là cái nền pháp trị nó còn nó mới đó, nó chưa có đi vào khuôn Vâng. khổ, nó đi vào cái trật tự. Thì từ từ mình cũng phải để người dân họ từ từ người ta sẽ học hỏi và tìm hiểu. Nói chung anh biết ở Mỹ, một những cái quốc gia mà phát triển, cái gì nó cũng có cái luật lệ của nó, từ tôn giáo, chính trị và mọi thứ hết, chứ không có lằng nhằng dây điện giống như Việt Nam mình. Tại vì mình đất Vâng. nước mới phát đổi mới mà dân Vâng, mình Việt Nam quá tự do, quá dân chủ rồi. rồi quá chừng luôn. Hỏi anh chứ một cái quốc có quốc gia nào mà dân mà xuống đường mà đánh cảnh sát rồi quýnh lộn với cảnh sát rồi đập rồi khiêng đá giục lên đầu cảnh sát, quăng cây quăng gậy rồi làm gì đâu, không có đâu. Anh thấy những cái quốc gia mà Nghe phát chuyện triển như ngày càng chuyện cổ lớn tích. tốt, đúng rồi anh, đúng. Anh thấy không, chỉ có Việt Nam mình cái pháp luật
mà nhân đạo nó đến mức độ vậy. Ông Mỹ anh biết, thằng cảnh sát mà anh mà đụng tới nó cái thôi là nó quất anh liền, nó cho anh ăn kẹo độc liền. Khi mà nó kêu ngừng xe là ngừng, nhiều khi nó thấy nó nghi ngờ cái gì đó là nó bảo ngừng xe, là phải là nó lại nó kiểm giấy tờ liền, phải đưa cái giấy bằng lái xe và giấy tờ xe cộ, giấy mà đăng kiểm rồi đó, là Bởi vì nó kiểm mình soát không thể rồi giống điên. mình không thể giống Mỹ được, bởi vì là mình Thì là cả đó, một dân tộc, còn Mỹ đúng nó là rồi, đa dân tộc. đúng rồi anh, đúng rồi. Mà anh thấy những cái thành phần mà chống phá đất nước, tụi nó muốn Việt Nam giống như Mỹ, anh đâu, nhưng mà nó lại ngụy tạo, nó lại xuyên tạc, nó không có hiểu gì luật pháp, nó chỉ chia sẻ có Rồi. một khía cạnh. À, nó nói là gì Mỹ tự do, nhân quyền tự do, thế này thế nọ, là muốn làm gì làm, nhưng mà đâu phải như vậy đâu, nó đâu phải như vậy Vâng. đâu anh. Có rồi. Rồi anh, nó khó lắm.